Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh DRT. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Các thí sinh hoàn thành ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Thông tin về vụ lộ đề thi toán và ngữ văn. Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt. Kèn đinh năm, một nét văn hóa độc đáo của người ED. Thức uống giải nhiệt từ quả vải. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, hôm nay gần 21.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc các môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT. Đầu buổi sáng, nhiều em đến trường từ sớm trong tâm thế thoải mái, tự tin. Vị trí các phòng thi có sự thay đổi do các em lựa chọn thi môn tổ hợp khác nhau, nên số lượng thí sinh dự thi mỗi tổ hợp cũng khác nhau. Kết thúc bài thi, nhiều em cho biết, trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhiều em tập trung ở môn thi chính để xét đại học, còn lại không quá áp lực với các môn còn lại. Hôm nay thi tổ hợp tự nhiên thì em đánh giá đề năm nay là vừa sức với tụi em. Trong buổi chiều, toàn bộ các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Mặc dù trước khi thi một số em còn hơi căng thẳng, nhưng cuối cùng đã hoàn thành tốt bài thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã khép lại. Với mỗi em đều có nhiều cung bậc cảm xúc, chút được gánh nặng thi cử. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời, đánh dấu sự kết thúc của tuổi học trò. Ngày mai mỗi em sẽ có một con đường riêng, vào đại học, cao đẳng hoặc theo đuổi nghề nghiệp phù hợp với sở trường của bản thân. Đại học đối với em không phải là con đường duy nhất, nhưng mà nó sẽ dễ thành công hơn. Nếu mà chúng ta không học đại học, chúng ta vẫn có thể học nghề nè. Xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, trong buổi thi môn ngữ văn và môn toán ngày hôm qua 28 tháng 6 đã xảy ra sự việc đề thi bị chụp ảnh và gửi qua mạng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 của Bộ Công an, các ban chỉ đạo cấp tỉnh liên quan xác minh làm rõ sự việc. Thông tin từ A03 của Bộ Công an đã xác định được một thí sinh làm bài thi môn ngữ văn tại tỉnh Cao Bằng và một thí sinh làm bài thi môn toán tại tỉnh Yên Bái đã dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng. Hiện Cục A03 của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Theo quy định thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người làm lộ đề thi có thể bị xem xét kỷ luật theo quy định của cơ quan công tác, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, điều quan trọng là sự việc trên không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi của các thí sinh mà xa hơn là ảnh hưởng đến cơ hội việc làm tương lai của nhiều học sinh. Tại Đắk Lắk qua 2 ngày thi, thông tin mà chúng tôi nhận được cơ bản đã diễn ra an toàn, thuận lợi, tuy nhiên vẫn có số ít thí sinh bỏ thi. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đánh giá nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả này. Thì đến nay là cái khâu mà công tác coi thi đến nay đã thành công tốt đẹp và chiều nay là đã kết thúc cái môn thi cuối cùng. Và đến thời điểm hiện tại và theo cái báo cáo tổng hợp thì không có bất kỳ một cán bộ coi thi cũng như là thí sinh mà vi phạm quy chế. Đây là một điều thành công đối với lại địa phương tỉnh Đắk Lắk tại cái hội đồng thi Đắk Lắk. Theo quy định của Bộ thì là ngày 18 tháng 7 sẽ là ngày công bố cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của toàn quốc. Và đối với địa phương tỉnh Đắk Lắk thì ngay lập tức ngày mai thì công tác chấm thi sẽ bắt đầu triển khai thực hiện cái việc này. Có thể nói là sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì kết quả công tác tổ chức thi tại Đắk Lắk cũng đã diễn ra an toàn và thuận lợi. Vâng, đã có sự góp sức rất lớn của các lực lượng chức năng và tôi thực sự ấn tượng với những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện. Với thông điệp hãy tự tin, chúc bạn may mắn, ngay từ sáng sớm tại phía ngoài trường thi, màu áo xanh tình nguyện đã phủ kín các lối ra vào. Những chai nước, hộp sữa, những chiếc bánh hay những lời chúc tốt đẹp đến từ các anh chị sinh viên, thanh niên tình nguyện đã phần nào xua bớt những căng thẳng lo âu, giúp thí sinh tự tin bước vào phòng thi. Các anh chị đội tiếp xúc nhân viên đã mới vô là đã giúp cho em có một cái nguồn năng lượng
tiếp vô cho em để có một giờ thi thật là tốt ạ. Để đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời, những tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, thức khuya dậy sớm để túc trực, sẵn sàng để hỗ trợ khi thí sinh cần. Buổi sáng thời tiết mát mẻ và dễ chịu, nhưng tấm áo xanh tình nguyện vẫn thấm đẫm mồ hôi và nụ cười luôn nở rộ trên môi. Trường em với lại mọi người thì có chuẩn bị nước và thức ăn buổi sáng để cho các em thi nó đỡ lo lắng, với lại là bọn em cũng tới sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết để các em vào phòng thi được tốt hơn đấy ạ. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, các đội hình tình nguyện không chỉ hỗ trợ các thí sinh vượt vũ môn mà còn khẳng định thương hiệu của thanh niên, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích tình nguyện để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Từ 6 giờ là thấy các em đã đến chuẩn bị sẵn hết rồi. Các em rất là nhiệt tình, em nào cũng năng nổ hết. Là tất cả đều coi như là các em gặp sự cố gì là mấy anh chị đều coi như là hỗ trợ hết mình. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài xảy ra từ tối hôm qua đến rạng sáng nay 29 tháng 6 đã khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt bị sạt lở đất nghiêm trọng. Và sáng nay thì lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt thì vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm cứu người mất tích, nhiều khả năng đang bị vùi lấp do sạt lở. Thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 2-3 giờ sáng nên khiến nhiều người dân không kịp trở tay bị vùi lấp. Lực lượng chức năng thuộc phường 10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, công an thành phố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã giải cứu được 5 người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người đang mất tích nghi do bị vùi lấp trong đống đổ nát, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Theo ghi nhận ban đầu, nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng xảy ra sạt lở với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau. Chúng tôi đã liên hệ với phóng viên Mai An, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng để có những thông tin chính xác hơn đến quý vị và các bạn. Vâng, xin chào chị Mai An. Chị có thể thông tin cụ thể tình hình xảy ra vào sáng hôm nay không ạ? Thông tin ban đầu thì 2 giờ sáng ngày 29 tháng 6, bờ ta luy dài khoảng 30 mét, cao 20 mét tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 đã bất ngờ đổ sập. Sự việc đã vùi lấp và làm thiệt mạng 2 người trong khu vực, 5 người khác bị thương. Vâng, vậy việc cứu hộ có gặp những khó khăn nào không ạ? Ngay sau sự việc xảy ra thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ động viên các nạn nhân, tìm kiếm cứu nạn và rà soát khu vực sạt lở để cảnh báo di dời người dân những nguy cơ có sạt lở. Do lượng đất đá vùi lấp khá nhiều, trời tiếp tục mưa nên là lực lượng chức năng đã huy động rất là nhiều lực lượng phương tiện để tiếp tục cứu hộ. Và sau một thời gian vào cuộc thì trưa ngày 29 tháng 6, lực lượng chức năng Lâm Đồng đã tìm thấy 2 thi thể vùi lấp dưới đống đất đá. Vâng, thưa chị Mai An, hiện tại thì thành phố đã giải cứu được bao nhiêu người và thành phố Đà Lạt đã có những cái phương án hỗ trợ cho các hộ dân gặp nạn ra sao? Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, có kế hoạch di rời khẩn cấp 10 hộ dân đang sinh sống trong khu vực sạt lở ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, đồng thời có phương án xử lý khối đất đá đang có nguy cơ sạt lở nếu tiếp tục xảy ra. Và theo ghi nhận hiện trường ở chúng tôi thì đến 14 giờ và 15 giờ ngày 29 tháng 6, mưa lớn đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo thành phố Đà Lạt khẩn trương rà soát các công trình xây dựng có bờ ta luy và có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn, kiên quyết di dời những người dân ra khỏi nguy cơ sạt lở vào mùa mưa và tạm dừng toàn bộ các công trình không đảm bảo an toàn lao động, các công trình chưa hoàn thiện giấy phép xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là thành phố Đà Lạt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai các biện pháp an toàn lao động, phòng chống ngập lụt vào mùa mưa, khẩn trương thực hiện công tác phòng chống sạt trượt trong thi công các công trình, các dự án trên địa bàn tỉnh. Vâng, xin được cảm ơn chị Mai An, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở tại Đà Lạt sẽ được chúng tôi thông tin tiếp trong các chương trình sau. Còn bây giờ xin được chuyển sang những nội dung khác. Có biển cấm đổ rác và cả những thông tin về mức phạt theo quy định của pháp luật nếu vi phạm. Nhưng ngay đầu thôn 4 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, người dân vẫn thường xuyên đổ rác bừa bãi, tạo thành bãi rác lớn, khiến cả khu vực bị ô nhiễm và mất mỹ quan. Ngay tại tuyến đường chính và trung tâm xã đầy rác, khiến nhiều người khi đi qua đây đều cảm thấy khó chịu vì mùi rác bốc lên. Không chỉ có bảng cấm mà Ủy ban nhân dân xã Khuê Ngọc Điền còn lắp camera quan sát.
Thế nhưng khi trời tối hoặc tầm 3-4 giờ sáng, người dân lại đem rác tới bỏ, khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Cần sự tự giác hơn của mỗi người dân để con đường không còn bốc mùi rác thải. Đoạn đường này nối từ km 18 quốc lộ 26 huyện Krông Bách đến quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Chu Đăng huyện Chư Mờ Ga. Từ lâu nó vẫn là tuyến giao thông chủ đạo của người dân các xã lân cận, hai huyện và nhiều phương tiện vận tải muốn chuyển hướng qua lại giữa hai quốc lộ. Nhưng mặt đường có rất nhiều hố lớn nhỏ như ổ gà, ổ trâu và thậm chí là ổ voi. Sau mỗi trận mưa, nhiều vị trí nước đọng, lởm chởm đá sỏi như những cái bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhất là tới đây, vào cao điểm của mùa mưa, nếu không được tu sửa kịp thời, đường tiếp tục xuống cấp, những ổ gà, ổ voi trở thành ao nước. Không biết khi nào tai nạn có thể xảy ra. Trước đây khi làm căn cước công dân, chỉ trường hợp chứng minh nhân dân bị hỏng bong chóc, ảnh hoặc số chứng minh nhân dân hoặc chữ không rõ nét thì mới bị thu hồi, còn lại chỉ bị cắt góc. Tuy nhiên vẫn có trường hợp người được cấp căn cước công dân còn giữ chứng minh nhân dân chưa cắt góc. Theo quy định, người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nếu không thực hiện đúng quy định về cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định. Đối với những trường hợp người dân đã được cấp căn cước công dân nhưng còn giữ chứng minh nhân dân chưa cắt góc, không nên tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân để tránh những phiền phức và hậu quả pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, Đinh Năm là một nhạc cụ độc đáo phổ biến trong các buôn người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Tuy vậy, ngày nay chỉ còn số ít người còn lại ở Đắk Lắk lưu giữ được cách chế tác thẩm âm và sử dụng thành thạo đinh năm. Vâng, một nhạc cụ dân gian độc đáo của người Ê Đê, chứa đựng những giá trị văn hóa độc đáo cần bảo tồn và phát huy. Ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, ai cũng biết đến tiếng kèn của Ma Hớt. Bởi ông là người duy nhất vừa biết làm kèn, vừa biết thổi kèn, chỉnh sửa, thẩm âm kèn đinh năm. Dẫu bận bịu với việc nương rẫy, nhưng hễ có thời gian rảnh là ông làm kèn, sửa kèn. Theo Ma Hớt, do kèn đinh năm làm bằng nứa già, quả bầu khô và sáp ong bầu, nên nó sẽ bị lệch âm theo thời gian. Vì thế, ông thường nhận chỉnh sửa để các nghệ nhân sử dụng một cách tự nhiên nhất. Chỗ con kèn hay nhất. Giờ mình thôi, giờ thôi nó hay. Giờ sức mình biết giờ thôi cái này. Chiếc kèn này đang được ông Ma Hớt chỉnh lại lưỡi gà, một bộ phận quan trọng đặt giữa ống kèn. Chính ông sẽ quyết định âm thanh của nó để đạt chuẩn. Qua bàn tay của ông, tiếng kèn đã trầm bổng, vọng vang như cơn gió hòa vào dòng thác chảy ầm ầm giữa núi rừng Tây Nguyên. Em rất thích tiếng đinh năm mà nghe ở rẫy, ở nương, ở thác nghe rất đỉnh ạ, nghe rất hay. Em thì cũng thích nghe tiếng đàn đinh năm vì tại vì nó cũng kiểu dạng là cái hồn dân tộc người Ê Đê của tụi em. Và cái đàn đinh năm thì mình tiếp thu nó cũng hơi khó, nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Người Ê Đê thổi đinh năm để đệm theo điệu hát Ai Rai trong các lễ hội dân gian như lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới, lễ lên nhà mới, tang lễ, v.v. Ngày nay những người biết chế tác kèn đinh năm không nhiều, do đó cần tăng cường hơn nữa việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để lưu truyền và nét văn hóa cổ truyền ngày càng được phát huy. Thưa quý vị và các bạn, vải là một loại trái cây chỉ có vào mùa hè. Quả vải có công dụng ổn định huyết áp và giảm viêm nhiễm. Vải Đắk Lắk thường có vị chua, ngọt, đậm vị. Vải miền Bắc có vị ngọt nhiều hơn chua. Các món tráng miệng và thức uống giải khát từ quả vải thơm ngon giúp giải nhiệt trong mùa hè được nhiều người ưa chuộng. Một kiến thức cuộc sống hôm nay, barista Tiên Tiên của Trung tâm Đào tạo K Coffee Lab sẽ hướng dẫn cách làm thức uống giải nhiệt từ quả vải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến một thức uống rất là mát vào mùa hè. Và cái loại trái cây này thì nó cũng đang vào mùa, đó chính là trà hibiscus vải. Để thực hiện cái thức uống này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần đó chính là trà hibiscus. Tiếp theo là vải tươi. Thì vải này chúng ta sẽ rửa sạch và sơ chế loại bỏ hạt. Mình có thể ngâm cùng với lại một xíu đường phèn để tăng thêm độ ngọt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần một ít chanh và nước đường. Để pha chế cái trà vải này thì đầu tiên chúng ta sẽ cho khoảng 100g vải tươi vào. Dầm nhẹ để
vải lược ngọt hơn. Sau khi nhầm vải xong, chúng ta sẽ cho khoảng 100ml trà hibiscus vào. Và chúng ta có thể cho thêm một xíu nước đường nếu như bạn thích uống ngọt hơn. Cho một xíu chanh vô. Bây giờ hãy cho đá vào lắc lên nhé. Sau khi cho đá vào thì chúng ta sẽ lắc đều lên. Nhưng nếu như ở nhà các bạn không có bình lắc thì mình có thể khuấy đều ở trong ly. Sau khi lắc xong thì các bạn cho hỗn hợp ra ly. Mình cũng có thể trang trí thêm một vài lát chanh tươi cùng với lại quả vải. Vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành xong một thức uống, đó chính là hibiscus vải. Thì chỉ với một vài thao tác đơn giản thì bạn đã có thể làm ra một ly trà hibiscus vải ngay tại nhà. Chúc các bạn ngon miệng. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.